បាទស្វាគមន៍បងប្អូនខាងនេះសម្រាប់ការប្រកាន់ឆានែលឥទ្ធិកោប៣ដេស្រីបាទខ្ញុំជួយចុចឡែកចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងវគ្គហ្នឹងគឺយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតគឺយើងដល់ចំណុចស្តាតម៉ូទ័របីបាទអញ្ចឹងឌីស្ប្លេគឺវាសូសម្រាប់ម៉ូទ័របស់យើងស្តាតមួយមួយជំនឿវាដំណើរការយើងឥឡូវវាស្តុប Stop cứ dừng đặt delay time đôi giờ vẽ môn đá Start meter vốn Nhưng thì dự dạ P để thời start nó cứ mà 4 millisecond để start hay stop cứ 700 millisecond Ok này chẳng có per input output của việc cứ bay chương time tiết cao pi trên display bay chương cho chương bay ní cứ chương per hàng khéo chỉ muốn nâng relay chỉ muốn relay bay chương này nhưng relay bay chương như per bay chỉ là phải chia thêm một tớ chúng ta mới tiếp câu hỏi dừng câu hỏi dừng kêu dừng hỏi về stop giờ bị bây rồi mình khán là mình clear cháu display và dừng vì print sẽ start tìm mũi dừng tìm phím mà tờ tìm mũi start tờ mà bị stopping bị start giờ bị mà point mình khán tờ mà bị stopping start cho mà ai đi hỏi dừng cứ clear bề clear nó cứ một tay chụp lại nè đã chụp clear chứ clear LCD clear digital write prime low chẳng bị print LCD vậy chứ bị print stop motor bây giờ bề 700 millisecond thậm chí bị clear cháu bị ai một tay thì bị tạm đâu chúng ta về làm một đòn bà là bên cái này là bên cái này mình làm một đòn nhưng không to to thế cứ bị đôi cái này bà cứ xe thầm mùi mà dương cái để chương lên pram 4 hay nên lại bay này thì em nói cứ phải xe với cái đôi cái này là ngon đấy này giờ nó chia để lấy đây xe bây giờ cho phạm vol mà cho phạm vol hay sinh nhật với cái do trên bia là nó dùng tem đồ khi mình start giờ p và po mình scan mình stop motor sau mình start thì mùi time 30p ok những câu phải dứt cứ mình phải bảo thế như xe ta mà chua máu mà chua đây như thế xe này phần nắng cứ ban mặt tờ mùi này start hay stop và ô tô hôm nay tương khai phần nắng cứ dừng đạp về mắt clear stop hay clear đi về là print display dừng bảo dây là biết to cứ về ở phải bạn đấy tôi vẽ vẽ môn đấy trên sinh nhá lên trường cả đó lý thọ mà nà nhưng mà tôi phải dưới cái phở phèm vô lại cho nhân viên đập năng xong một con sẽ đạp ca tam nan tu sanh nơi channel được co bdc ba xong một con